À, vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư đã đến với kênh chứng khoán của mình. Thì hôm nay cũng có nhiều cái hay cho nên là mình cũng sẽ làm một video để mình nhận định về thị trường chứng khoán ngày hôm nay, để cho chúng ta sẽ có nhiều cái kịch bản để cho chúng ta sẽ có thể là tiên lượng lượng được thị trường chứng khoán nó đang ở cái mốc nào, và chúng ta sẽ có được những cái kịch bản nào cần phải lưu ý trong cái thời gian tới đối với tình hình VN Index hiện nay. Thì đầu tiên phải nói về sơ qua về cái kênh của mình một tí xíu. Thì ở đây thì anh chị có thấy là từ những cái thời điểm mà tháng 10 mình đã khuyến nghị anh chị mua rất là nhiều, nhưng mà qua những cái thời điểm này thì mình sẽ ít làm video lại. Tại vì sao? Tại vì thị trường chứng khoán á, là nó không còn nhiều cổ phiếu có cái điểm mua tốt, cho nên là mình sẽ không có đưa lên trên cái kênh của mình. Tại vì nếu trường hợp đưa lên nhiều khi là nhiều anh chị mua theo thì dẫn đến là sẽ có được những cái việc là không kịp dừng lỗ, thì dẫn đến là tài khoản của anh chị sẽ bị lỗ rất là nhiều, và như vậy cũng là một cái điều đáng tiếc. Và từ thời điểm tháng 10 tới trở về trước, anh chị thấy là mình cứ nói là cứ cứ mua liên tục, đúng không? Và đến thời điểm này thì chỉ cứ tiếp tục chúng ta nắm giữ thôi, chứ đâu có phải là ngày nào chúng ta cũng phải mua mua bán như vậy. Thì như vậy rất là khó để chúng ta bảo vệ được những cái thành quả, đúng không? Và ngay cả khi mà thời điểm mà anh chị có thể xem lại ở cái video này mình đã nhìn thấy một cú, có thể nói là một cái cú bia tráp lịch sử anh chị ha, bia tráp chứ không phải bull tráp nha, một cái cú bia tráp lịch sử. Thì thấy là rằng là thị trường là thế nào là nó cũng sẽ vượt 1.400, và mình nói rất là nhiều trong cái room VIP của mình là cái mốc 1.425 thật sự chỉ là một cái mốc. Nếu trường hợp thị trường vượt 1.400 á, thì cái mốc 1.425 chỉ là một cái mốc, có thể là một cái mốc kháng cự nhẹ thôi, và nó vượt qua rất là dễ dàng. Và đúng như thì kịch bản thị trường hiện nay của chúng ta đã lên ở những cái vùng cao hơn, và thanh khoản của thị trường cũng đã bắt đầu cho những cái dấu hiệu bùng nổ. Nhưng chúng ta phải lưu ý nhiều kịch bản về thị trường mà ngày hôm nay mình sẽ phân tích chuyên sâu trong cái video này, thì anh chị cố gắng mình theo dõi hết cái video nhiều hơn nha. Ok, thì đầu tiên nói về room của mình, thì ở đây mình sẽ có một cái room tư vấn siêu VIP dành cho những anh chị là có thể là nợ vi, có thể mình 50 triệu hoặc 100 triệu hoặc là 200 triệu thì vẫn có thể tham gia đầu tư là vẫn được. Giống như ngày hôm nay thì mình đã thấy là những cái rủi ro lớn nhất là với các dòng bất động sản là đổ rèo nè đó, cho nên sáng nay là mình đã khuyến nghị trong cái room này của mình là nếu trường hợp mà có hàng thì nên canh chốt đi, đúng không? Là mình phân tích này là không phải là chim lợn, mà cũng không phải là mà đây chính là một cái nhà đầu tư thông minh thôi đó. Đừng mong mà mình sẽ ăn đỉnh cổ phiếu mà chúng ta ăn phần thân cá, mà thật sự nếu sáng nay chốt thì cũng ngay đỉnh rồi đó. Nói chung thì mặc dù là không đỉnh nhưng mà cũng ngay chốt ngay đỉnh đó. Thì những cái kịch bản này á, là nó đã tiên lượng trước, là có nghĩa thời điểm mà dưới 1.300, 1.300, một cái này là 1.400 nha chị, chứ không phải là 1.300, 1.307 trở về trước á, thì mình đã khuyến nghị mua rất là nhiều. Và anh chị thấy những cái dòng mà giống như trước đó, anh chị có thể thấy là những dòng mà bất động sản nè, bất động sản là mình đã thấy được một cái kịch bản về cái xu thế bất động sản là ngay tại thời điểm mà 19 tháng 8 đến giờ rồi, đúng không? Là những cái cổ phiếu này mới tăng, mình đã khuyến nghị mua và nắm giữ đến giai đoạn. Nếu mà trường hợp nhiều anh chị mà nắm giữ được thì anh chị thấy là TDC, là những cổ phiếu TDC lãi rất là tốt đây, là đất xanh đây, đây Nam Long đây, IDG đây, anh chị thấy không? Đạm Cà Mau hoặc những cổ phiếu giống như DG mình cũng mua từ điểm 22 nữa anh chị ha. Cho nên là đối với mình thì ngay cả như sáng nay mình cũng đã nói là mình chia tay ASM từ sớm rồi đó, hoặc là VRE mình đã khuyến nghị, thì nay hôm nay là bắt đầu nó tăng. Cho nên là những cái tư vấn và những ở cái khuyến nghị của mình nó rất là tốt đó, nó sẽ giúp ích cho cái tài khoản của nhà đầu tư rất là nhiều đó. Thì anh chị nếu trường hợp thích về cái phong cách đầu tư mình, có nghĩa là mình sẽ mua khi mà có một cái điểm mua rất là tốt, đúng không? Và chúng ta mua xong chúng ta kiếm việc, chúng ta gồng lãi thôi, chứ không phải là cứ ngày hôm nay chúng ta mua ngày mai chúng ta canh hàng về chúng ta bán, thì như vậy không phải. Là mình cứ mua xong mình nắm giữ, mình chờ target và mình nhường lãi thôi. Còn cổ nào mà không tốt thì mình sẽ nói không tốt, và nhà đầu tư có thể mua tay cộng, và nếu được hợp tay cộng 3 không ăn thua thì chúng ta phải thoát hàng thôi. Trở lại với về cái VN Index ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được một cái thanh khoản, gọi là một cái thanh khoản siêu kỷ lục của VN Index chị ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái thanh khoản siêu kỷ lục với một cái nến rất là khủng khiếp như vậy. Nhưng mà với cái nến như vậy mà thị trường lại không có cố gắng tháo, đúng không anh chị? Mà do chủ yếu là dòng bất động sản đang có một cái cú bồi, một cái cú chỉnh rất là mạnh đó. Mình cũng không thể nào mình nói được là bất động sản ở giai đoạn này là đã là phân phối hay chưa, thì mình sẽ không xác nhận. Mà chúng ta cái cách mà mình để mình xác nhận là bất động sản có phân phối hay chưa, thì chúng ta sẽ
Tí xíu nữa mình sẽ phân tích từng cái chi tiết từng cổ phiếu để cho anh chị có thể thấy là cổ phiếu này nó đã phân phối hay là chưa phân phối. Thì anh chị thấy là về VN Index thì chúng ta sẽ thấy được một cái kịch bản của VN Index ngày hôm nay là kéo xanh đúng không? Đó, sau đó thì lại bị bán xuống và hồi lên, xong rồi lại kéo xuống và hồi lên đó. Đó, là bị bán xuống và hồi lên, và đến giai đoạn mà cuối giờ lại là một cái cú bán rất là mạnh của thị trường. Và ngày hôm nay anh chị thấy là cái thanh khoản của thị trường nếu tính trên ba sàn thì khoảng gần là 52.000 tỷ anh chị ha. Trong đó là sàn HOSE chiếm gần là 43.000 tỷ đó. Và cái dòng tiền ngày hôm nay anh chị thấy là đang có một cái sự tháo ra khỏi cái chạy khỏi cái dòng midcap và penny đúng không, và quay trở lại dòng VN30 đó. Cho nên là nếu mà trường hợp chúng ta thấy là đối với thị trường hiện nay thì anh chị thấy ở những cái cây nến như vậy thì nó cũng chưa xác nhận được là VN của chúng ta có thể là phiên phân phối hay là chưa phân phối. Chúng ta phải chờ đợi những cái nó có thể phân phối là khi nào. Nó là phân phối là khi mà nó có những cái cây nến đỏ này đúng không, đóng cửa thấp nhất phiên nè. Nó có những cái cây nến đỏ này đóng cửa thấp nhất phiên đó. Và nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại không phải như vậy nhé. Hôm nay này nó có một cái nến đỏ với thanh khoản kỷ lục, nhưng mà lại VN Index của chúng ta lại không có gì ạ. Nhưng mà VN Index của chúng ta lại không có một cái lực bán tháo của cổ phiếu VN30. Cho nên là có thể là thị trường đoạn này nó sẽ tiếp tục phân hóa, có nghĩa là những cái dòng mà tăng nóng thời điểm tới là nó sẽ tiếp tục là gì, là nó sẽ tiếp tục là có thể là nó sẽ có những cái cú điều chỉnh. Nếu trường hợp mà hàng T3 của cái phiên ngày hôm nay về mà nó không hồi được thì chắc chắn đó chính là một, chúng ta mới xác nhận đó chứ mới chính là nhịp phân phối. Giống như những cái cổ phiếu mà ở đây thì mình không phải là mình phân tích thôi theo cái quan điểm cá nhân của mình, giống như cái cổ phiếu mà DIG nè, hôm nay nó sàn không thanh khoản luôn, bán bên đây là bây giờ là bắt đầu là thanh khoản là như vậy nè. Anh chị thấy là bán gần 3.2 triệu cổ nhưng mà chỉ khớp được có 400 thôi đó. Và DG thì nói thẳng ra thì mình đã cho mua từ thời điểm này rồi đúng không? Nếu trường hợp nhiều khách hàng của mình á biết được thì chắc chắn là mình đã phân tích cổ phiếu DG này mà mình đã cho mua từ thời điểm 22 nè đó. Đó, nhưng mà lên cái vùng mà kháng cự 25-26 này mình đã canh, mình đã thoát hàng rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tại vì sao mà mình thoát hàng ở tại vùng này. Tại vì đơn giản á, là cái con này á, là trong năm nay mình biết được là tại thời điểm mà tháng 6, tháng 7 này mình đánh mình, tại mình đánh thuần theo báo cáo tài chính anh chị ha. Đó, thì cho nên là mình thấy nó không được tiềm năng, cho nên là mình đã canh, mình đã thoát hàng rồi. Ở đó, và cũng đến giai đoạn này thì nó lên vùng 30, nó rủ liên tục và nó kéo lên vùng này. Cho nên đến vùng này thì nó đã đạt được những cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Mình không nói đây là phiên phân phối hay là phân phối chưa thì mình chưa có khẳng định nha anh chị ha. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà cái phiên mà hàng về này nè, chúng ta để biết được cái phiên phân phối hay không phân phối thì chúng ta phải phiên hàng về này nè. Nếu trường hợp mà nó gì ạ, nó vẫn là một cái cú bán mạnh đó, như một cái cây nến, có thể là sẽ thấp hơn cây nến này, thì chắc chắn DG chúng ta sẽ có thể là, nếu mà tính bằng năm, có thể là sẽ tính bằng năm nó mới quay về được cái vùng đỉnh cũ của nó. Anh chị lưu ý nha, có thể là nó sẽ tính bằng năm để nó mới quay về được cái vùng đỉnh cũ là vùng 62 này đó. Cho nên là chúng ta phải rất là thận trọng đối với thị trường hiện nay nha. Chúng ta phải lưu ý những cái thị trường, cái cổ phiếu của chúng ta. Ở đây anh chị thấy thì những thời điểm trước đó của nó là cái thời điểm đỉnh 27, thì để mà về được 27 thì cái đỉnh của nó phải như thế nào. Nó phải mất gần là 6 năm. Sorry anh chị, nó mất gần 10 năm nó mới quay về. Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý về cái kịch bản của những cái cổ phiếu này. Không phải đến giai đoạn này mình phân tích ra, có thể là nhiều anh chị lại đang cầm cổ phiếu thì lại nhiều khi cái nói là cái phân tích của mình nó không đúng, không nó sai này kia các kiểu, thì cái đó là chuyện của anh chị. Nhưng mà anh chị phải lưu ý là bất động sản thì mình đã biết cái đáy của nó là từ thời điểm nào rồi đúng không? Đây, những cái thời điểm ở đây đã từ điểm tháng 8 rồi, đến đây là 2 tháng nó đã tăng x2 rồi mà mấy anh chị nhiều khi mình vô mình mua sao mình lại cứ đu đọt hay xong rồi mình lại những cái phân tích của mình rất là bổ ích mà lại cảm thấy nó lại nhiều khi chim lợn thì nó cũng không hay. Đó là như vậy anh chị ha. Cho nên là chúng ta phải nhận xét ở một đơn vị, là chúng ta phải đứng ra ở đơn vị mà là công tâm. Công tâm thì chúng ta mới biết được là cái cổ phiếu nó đang ở đâu. Cho nên là đối với mình thì có thể là nhiều khi là mình không chốt được đỉnh 100% đâu, nhưng mà bắt đáy là cái đó là trùm anh chị ha, cái đó là cái nghề của mình rồi. Cho nên là bắt đáy là có thể là trong thiệt, chứ trong cái nghề này thì chắc chắn là không có ai qua mình được đâu. Đó, mình xu thế, tại vì mình quan sát bản điện 24/7 và mình có những cái lập luận về phân tích kỹ thuật, cũng như là mình có quen một số những cái đội lớn thì chắc chắn là mình sẽ biết được cái xu hướng dòng tiền của nó như thế nào. Cho nên là chúng ta phải lưu ý về những cái kịch bản mà chúng ta nói chung là phiên này thì mình chưa xác nhận là có phân phối hay không phân phối, thì chúng ta vẫn chờ đợi thôi. Nếu mà trường hợp cái hàng T3 này nó về mà nó kéo trận,
mà nó hấp thụ hết cái hàng này thì nó chạy luôn, thì lúc đó thì chúng ta chỉ coi đó đây là nhịp chỉnh đúng không? Đó, còn cái việc mà ngay cả thời điểm này hàng T3 về mà nó tạo lại tạo ra hai cái đỉnh thì lúc đó hơi mệt nha. Giống như anh chị có thể thấy là một cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ thấy giống như CTG đi, nó tạo ra hai cái đỉnh nè, đó đúng không? Nó cũng có những cái phiên mà nó bán rất là mạnh đúng không? Đó, sau đó nó tạo ra hai đỉnh đây, hai đây đúng không? Hai đỉnh ở vùng này đó, và khi mà nó rơi anh chị thấy không? Rất là tàn khốc đó. Mà nếu trường hợp mà đòi mà nó về đỉnh cũ thì chắc phải gần cả năm nữa đúng không? Cả năm nữa mới để về được vùng 42, có thể là CTG những cổ phiếu này chúng ta thấy là có thể là qua quý 1, quý 2 này kia nó mới quay về được cái vùng đỉnh cũ này của nó thì sao đúng không? Đó, cho nên là chúng ta sẽ nói chung là để mà về được đỉnh cũ nhiều khi nó phải tính bằng năm so với những cái dòng mà đầu cơ. Giống như anh chị có thể thấy là những cổ phiếu mà giống như là B2 đây. Đây anh chị thấy không? Đây chính là những cổ phiếu mà siêu đầu cơ, một khi nó kéo và khi mà nó đã bên kia sườn dốc rồi mà đừng có hòng mà đòi mà nó về vùng đỉnh cũ này. Những ông mà về vùng đỉnh cũ này mình nói thiệt á, nhiều khi là 10 năm, 20 năm nữa nhiều khi cũng chưa về được ở vùng giá này đâu. Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý thị trường đầu cơ là như vậy anh chị ha. Còn giống như những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đang có rất là nhiều những tiềm năng tăng trưởng, anh chị thấy nó bán rất là mạnh đúng không? Về vùng này xong rồi nó lại về đúng không? Chỉ cần tháng 2 tháng thôi đúng không? Tháng 2 tháng là nó đã về đỉnh cũ rồi. Đó, và đến giai đoạn trước thì ai cũng chê đúng không? Đến giai đoạn này thì ai cũng khen về những cổ phiếu này. Cho nên đó chính là những cái xu thế dòng tiền mà chúng ta sẽ biết được là cần nên chọn là cái cách đầu tư hay là đầu cơ nha anh chị ha. Nói chung thì bạc già thì không bằng gà son đúng không? Nói chung thì chỉ cần là chúng ta ăn ngon thôi là chúng ta cũng đủ phê trong những cái con sóng mà đầu cơ rồi. Nhiều khi mình lãi 20, đánh trứng mình một năm mình lãi 20% là quá khủng rồi đúng không? Hôm đó mà nhiều khi mình được vì một con sóng đầu cơ mà mình có thể mình lãi được 50, 70 hoặc 100% thì cái chuyện đó là rất kinh khủng rồi đúng không anh chị ha. Về cái top những cái cổ phiếu mà thủng đáy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy những cổ phiếu này thì nó cũng không quan trọng về thị trường, mà chúng ta sẽ xem xét về cái xu hướng dòng tiền ha. Chúng ta sẽ xem xét về cái xu hướng dòng tiền hiện nay, thì hôm nay thì chúng ta thấy được một cái sự tích cực từ cái cổ phiếu Techcombank anh chị ha. Hôm nay là một cái cổ phiếu này tăng thì cũng gần là 4% đúng không? Nói chung là tăng lên gần, nó có những thời điểm mà nó vượt ra khỏi cái vùng mà 54x54 nha, nó trở lên vùng 54x. Thì Techcombank cũng là một cái cổ phiếu mà mình đã cho room của mình mua từ những thời điểm bên dưới anh chị ha. Từ thời điểm 50x mình đã cho mua từ thời điểm nào? Thời điểm 8 tháng 10 nè. Đó, mình đã thấy được những cái vùng đáy của Techcombank ngay chỗ vùng này mình đã cho mua rồi. Rất là hấp dẫn, và đến giai đoạn này thì dưới 52 thì mình vẫn khuyến nghị nhiều khách hàng của mình là cứ mua vào. Nói chung là dưới 52 vẫn mua vào Techcombank, và hôm nay là đa cổ phần đều có lãi rất là tốt. Nói chung thì mình phải hiểu là ví dụ như anh chị đầu tư 100 triệu thì anh chị sẽ lãi 50% thì nó chỉ 50 tỷ thôi, 50 triệu thôi đúng không? Nhưng mà ví dụ trường hợp anh chị đầu tư mà 10 tỷ, 20 tỷ thì tất nhiên anh chị lãi đến thời điểm này 5-7% thì anh chị đã thấy là nó đã gần là 2-3 tỷ rồi đúng không? Cho nên là chúng ta chỉ cần là lãi nhiêu đó là chúng ta phải đánh về một cách an toàn thì cái tiền của chúng ta mới bền được, chứ đầu cơ mà nhảy vào đầu cơ thì rất là khó đúng không? Đó, ngay cả bất động sản thì đến khi đoạn này người ta ăn, mình đã ăn xong cái phần thân cá rồi đúng không? Đến giai đoạn này thì mấy ông mới nhảy vào ăn phần đuôi mà khen ngon, rồi xong rồi khi mà mình lên video mình phân tích, mà trong khi trước đó những video phân tích này của mình từ những thời điểm trước rất là tốt đây mà lại không mua vào đây đúng không? Đây những thời điểm mà 9 tháng 8 nè, đây giờ điểm phân tích cổ phiếu bất động sản đây. Đây, phân điểm thứ 8 này cho ăn rất là dày từ những cái thời điểm này rồi đúng không? Đó, cho nên là cứ dòng chứng bất động sản ngày nào mình cũng hô rất là nhiều đó. Còn đến giai đoạn này thì chỉ canh chúng ta chốt lời thôi. Cho nên là không có việc gì mà chúng ta phải buồn, phải rầu nếu mà trường hợp anh chị mà mua không đúng thời điểm hết trơn. Nói chung cái đó là do cái cách mà mình đầu cơ thôi. Đầu cơ sai cho nên là chúng ta phải chấp nhận về thị trường hiện nay thôi nha anh chị ha. Ok, về cái đến nữa thì cái xu hướng của VN Index thì hôm nay chúng ta sẽ thấy có một cái lực bán khá là mạnh, tập trung ở những cái dòng mà Midcap và Penny. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy là tiền nó lại vào trong VN30 anh chị ha. VN30 khi mà cái thanh khoản của thị trường nó sẽ ở cái mức VN30 thì ngày hôm nay cũng bùng nổ với khoảng 15.000 tỷ lên anh chị ha. Trước đó thì khoảng 10.000, 11.000, 12.000 tỷ thôi. Anh chị thấy là những cái phần mà VN30 ngày hôm nay nó cũng có một lực cầu vào rất là tốt ở trong cái thị trường này. Hôm nay nó chỉ chạm vào cái đường trung bình 10 ngày nó là nó bật lên thôi, và xu hướng của VN30 rất là đẹp, thì có thể là VN30 sẽ tiếp tục chinh phục ở mốc 1564
có thể là sẽ tiếp tục nó tiến tới vùng này, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ tập trung nhiều, có nghĩa là dòng tiền giai đoạn này là có thể là Midcap và Penny nó sẽ bị tán ra, nhưng mà đã dòng tiền trong VN30 có thể là chúng ta vẫn tiếp tục gia tăng được nha. Cho nên là chúng ta phải lưu ý về cái kịch bản VN30, nếu trường hợp có hàng trong danh mục thì chúng ta khoan hay bán bội đối với cái cổ phiếu mà trong danh mục VN30. Và cái đến nữa thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được là khối ngoại anh chị ha. Khối ngoại thì ngày hôm nay thì cũng đã có những cái hay phiên là chúng ta thấy là mua ròng là gần là 287 tỷ, tập trung rất là mạnh ở cái cổ phiếu HPG chị ha. Đa phần là hôm nay là mua rất là mạnh thôi HPG, nhưng mà lại bán rất là mạnh ở cái cổ phiếu Hoa Sen. Những cái cổ phiếu mà Nam Long thì ngày hôm qua là vẫn có một cái lực thỏa thuận bán rất là tốt, nhưng mà thỏa thuận thì trên sàn thì mình cũng không nói, nhưng mà ngày hôm nay thì bán thỏa thuận thì không bán trên sàn thì cũng rất là tốt nha chị. Nhưng mà hôm nay thì lại bán trên sàn như vậy thì nó cũng không không đẹp lắm, nên là dòng bất động sản hôm nay thì mình nhiều nhà đầu tư thì cũng cây cú đúng không, những cây cú là khi mà Vinhome thì hôm nay tiếp tục giảm 18,2 chị ha. Vinhome thì nếu trường hợp anh chị nào ở trong room VIP của mình thì đây mình có nói luôn, đây trong room VIP của mình Vinhome đây đúng không, đây Vinhome lên vùng mà 86 87 ai còn hàng là cứ ở đây ngày một tay đó đúng không đó, cho nên mình sẽ chốt hết đó. Cho nên là chứ giai đoạn này thì chúng ta cứ 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 bây giờ Vinhome về 82 rồi, bây giờ Vinhome về 82 rồi, cho nên là cái những cái tư vấn của mình rất là chuẩn anh chị ha. Chốt ngay cái vùng đỉnh luôn, Vinhome rất là đẹp luôn đó. Cho nên là anh chị nào chưa có được một sự hỗ trợ tốt từ những cái bạn khác thì có thể liên hệ mình để mình hỗ trợ nha anh chị ha. Về cái danh mục của tự doanh thì hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được là cái một cái tự doanh thì mình sẽ coi bên đây cho nó chuẩn hơn anh chị ha. Tự doanh thì hôm nay là bán 587 tỷ anh chị ha. Thì coi trong cái đó thỏa thuận thì là gần 1.000 tỷ ha. Thì chúng ta sẽ quan trọng, chúng ta sẽ thỏa thuận thì nó có VGC trong đó anh chị ha. Hôm nay thì lại bán mạnh là ở HPG thì bán chắc khoảng tầm 1 triệu cổ thôi. VP Bank thì bán này chắc khoảng 3 triệu cổ anh chị ha. 95 nè, đó thì hôm nay thôi tự doanh tập trung bán rất là mạnh những cái cổ phiếu mà blue chip VN30, nhưng mà nó vẫn tăng thì chứng tỏ là cái dòng tiền cầu vào những cổ phiếu VN30 đang rất là tốt. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là thị trường á, là nó sẽ chốt lãi ở những cái cổ phiếu midcap và những cái cổ phiếu penny để nó đầu tư qua những cái cổ phiếu đang chưa có tăng ở trong VN30 đó. Thì như vậy thì cái dòng tiền nó sẽ luân chuyển, có nghĩa là dòng tiền nó đang không rút ra khỏi thị trường mà nó sẽ vẫn luôn ở trong thị trường, và nhưng mà nó chỉ dịch chuyển từ cái dòng mà đã tăng nóng đầu cơ và nó chuyển sang cái dòng đầu tư anh chị ha. Cho nên là có thể là VN thị trường này mà bất động sản và midcap và những cái dòng mà khác mà càng bị bán mạnh thì VN30 nó sẽ càng tiếp tục nó tăng tiếp đó. Cho nên là chúng ta cứ tiếp tục chúng ta giữ, anh chị cứ nắm giữ và gồng lãi thôi ha. Về nước ngoài thì cũng 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 đã có những cái phân tích rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần kế đến nữa là cái thanh khoản của thị trường anh chị ha. Về cái chuyển động của thị trường á, thì ngày hôm nay chúng ta thấy được những cái mức thanh khoản rất là khủng khiếp. Đây anh chị thấy nếu mà trường hợp mà chúng ta sẽ thấy là nếu trường hợp mà bình quân mà mỗi một tháng thì tầm khoảng là 24.000 đúng không? Tháng đó, nhưng còn cái phiên trước là 32.000, một tuần trước đó là 32.000, 28.000, còn cái một tuần trước là 32.000, còn hiện nay đó là 43.000, rất là khủng. Đó, cho nên là đối với mình thì VN về trở lại với VN Index thì chúng ta vẫn mình vẫn chưa đánh giá là VNS là bull trap hay là bear trap hay là phân phối, nói chung là chưa có đủ cơ sở. Nói chung thì nó vẫn đang là uptrend mà đúng không, nó vẫn đang là uptrend, nó vẫn chưa phải là cơ sở để cho có một cái nhịp bán mạnh hết. Nhưng chúng ta sẽ thấy được ở đây mình sẽ đo theo cái fibo anh chị ha. Chúng ta cứ bắt rồi chúng ta đo thôi. Mà tóm lại ở thị trường hiện nay anh chị cũng rất là khó anh chị ha, rất là khó để mình đoán được cái vùng đỉnh của một cái cổ phiếu.
Nhưng mà mình thấy đối với mình á, thì mình sẽ thấy được cái vùng mà gần 1.500 nè. Cái vùng này mình sẽ zoom bự lên nha. Mình sẽ zoom bự lên này. Đây chính là một cái vùng mà gần 1.500, tức là một cái vùng là 1.486 chị ha. 1.486 thì như vậy là có thể là đây chính là một cái vùng kháng cự của Vini. Ở đó thì có thể là nó gần gần vùng này nó sẽ có những cú điều chỉnh. Thì đó điều chỉnh thì có thể là nó sẽ quanh về ở cái mốc là có thể là chúng ta sẽ thấy được ở cái mốc 1422 không phải là một điểm hỗ trợ nữa rồi. À, có thể là sẽ quay về ở cái mốc là 1.3776 đúng không? 1.376, 1.377. Đó thì có thể nó sẽ về mốc này là một cái mốc cứng nhất của nó. À, thì khi mà nó về mốc này thì nó sẽ đi ngang và cái thanh khoản của thị trường sẽ bắt đầu nó sẽ rơi xuống anh chị ha. Và anh chị phải lưu ý một cái kịch bản của VN-Index từ những cái thời điểm hai năm 2020 đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi nha anh chị. Cứ thanh khoản to là sẽ có bán tháo. Cứ thanh khoản to là sẽ có bán tháo. Và thanh khoản đi ngang giảm dần. Thanh khoản đi ngang giảm dần, đây chính là những cái vùng đáy. Chúng ta sẽ xem lại nha. Chúng ta sẽ xem lại để chúng ta xem về cái cách của mình nói là nó có chuẩn hay không nha. Để chúng ta phải đây, chúng ta sẽ thấy được đây. Đây, chúng ta thấy là đây chính là những cái vùng mà thanh khoản thấp nè đúng không? Thanh khoản thấp, đây chính là những cái vùng đáy đó. Và cái đến nữa chúng ta sẽ thấy đây, đây là những cái vùng đáy nè, đó. Đó và ngay cả anh chị thấy không, nó rơi xuống này đúng là đáy rồi đúng không? Đó. Đó, và ngay cả anh chị thấy không, nó đi ngang đây vùng này là cũng là đáy nè đó. Cho nên là những cái lập luận của mình đó, mà để mà bắt đáy nó sẽ có nhiều những yếu tố trong đây lắm chị ha. Đó chúng ta sẽ thấy là những cái đáy nó đây đó. Và nói chung là những thời điểm này thì ngay cả những thời điểm này mình đã thấy như được cái thời điểm mà tháng 7 này nè, mình đã thấy tháng 7 tháng 8 này mình đã thấy được những cái con sóng thần của bất động sản chị. Tại sao mình thấy? Tại vì á, là Vini bán mạnh từ thời điểm trên này đúng không? Bán mạnh từ thời điểm 1.42x đến thời điểm này mà dòng bất động sản nó không giảm nhiều thì tất nhiên là khi Vini hồi lên thì nó sẽ tăng rất là mạnh rồi. Đúng không? Đơn giản, không có gì phức tạp hết. Chỉ cần là chúng ta sẽ có một cái óc quan sát mà chúng ta là một cái nhà đầu tư thông minh thì chúng ta sẽ hiểu hết. Và khi mà thị trường có những cái dấu hiệu mà tăng tăng rất là khủng anh chị ha. Thị trường có những dấu hiệu tăng rất là khủng và thanh khoản của thị trường nó bắt đầu là nó có những cái thanh khoản cao như vậy đúng không? Đây, chúng ta thấy. Đây, những cái thanh khoản của thị trường đang cao như vậy nè. Đây, chúng ta thấy. Đó. Đây, chúng ta thấy. Đây, đây nữa nè. Đây. Đó, thì khi mà thanh khoản cao như vậy là thấy là bắt đầu là có sắp có diễn biến không tốt rồi. Cho nên mình chỉ kỳ vọng là Vini lên không gần không vượt 1.500 đâu. Có thể là nhịp sóng này thì xuyên dài hạn thì có thể là nó sẽ lên được 1.700, 1.800 là chuyện rất là bình thường. Có thể là mình sẽ lên được 1.645 anh chị ha. Đó, dài hạn có thể nó sẽ lên được vùng này. Nhưng mà ngắn hạn thì có thể nó sẽ gặp cú chỉnh thì có thể nó chỉnh về vùng này. Đó xong rồi có thể là cuối năm mà nó sẽ kéo lên lại gần 1.500 để nó đóng phiên cuối năm ở vùng này. Đó để nó có thể là nó sẽ có được những cái đánh giá từ từ những cái quỹ hoặc là những cái nhà đầu tư khác đó, thì cái đến nữa thì nó sẽ có được những cái báo cáo đánh giá tích cực về cái triển vọng của nền kinh tế Việt Nam cộng với những cái thủ tục có thể là nó sẽ nâng hạng đó, cho nên là có thể nó sẽ lên được ở những vùng đó thì nó sẽ đóng đó, nó tạo ra hai đỉnh đúng không, nó tạo ra hai cái mô hình là gần hai đỉnh kháng cự ngay chỗ gần 1.500 và khi nó vượt qua thì nó sẽ là một cái bàn đạp để nó tiến tới những cái vùng 1.645 đúng không, chứ đâu phải ngày nào nó cũng tăng 20-30 điểm, 20-30 điểm mà giống như sới bạc quá đúng không anh chị. Đó cho nên là chúng ta phải lưu ý về cái kịch bản của Vini hiện nay. Đối với mình thì chúng ta sẽ thấy được là Vini của chúng ta là đang ở cái mốc nào rồi để chúng ta có thể là chúng ta sẽ đầu tư cho nó hiệu quả hơn đó. Còn đi về từng cái danh mục cổ phiếu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ soi về đầu tiên là những cổ phiếu mà bất động sản đầu ngành. Nó bất động ngành thì hôm nay chúng ta thấy là nó cũng không phải là những cái cổ phiếu tăng rất là mạnh anh chị ha. Ở đây Vinhome cũng tương tự anh chị ha. Vinhome ngày hôm nay thì anh chị thấy là những anh chị nào mà trong room của mình chốt ngay vùng mà 86x này ngay cái đỉnh này luôn rồi. Đó, quá sướng rồi đúng không? Cứ còn nếu trường hợp tiếc nuối thì về 180, 81 này mua lại thôi, đâu có việc gì mà Vinhome cũng đâu xấu đâu đúng không? Đó. Hoặc là cái đến nữa là chúng ta sẽ thấy được những cái cổ phiếu mà Novaland thì nó bùng lên được một phiên rồi, xong rồi nó lại quay về anh chị ha. Những cổ phiếu này thì hơi nặng nông một tí xíu cho nên là chúng ta một là chúng ta bán đi chúng ta cơ cấu những cái con khác, hai là chúng ta cứ giữ đó anh chị ha.
Ok, chúng ta sẽ đi qua cái bất động sản khu công nghiệp ngày hôm nay. Chúng ta thấy được một cái sự đẫm máu đến từ cái cổ phiếu là KBC. KBC nhưng mà ngày hôm nay thì cái khối lượng bán sàn nó cũng tương đối không có quá lớn anh chị SSC. Anh chị cứ theo dõi video nè. Cuối cái dòng bất động sản này mình sẽ có một cái view là có thể là anh chị sẽ bất ngờ đó. Kế đến nữa là đất xanh anh chị ha, mình sẽ dò qua từng đất xanh ngày hôm nay không sàn đúng không? Kế đến nữa là khang điền có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được anh chị nên chú ý, anh chị chú ý cho mình ha. Đầu tiên ha, anh chị chú ý cho mình là để biết là cái cổ phiếu này ngày mai nó có sàn hay không á, thì mình sẽ xem xét. Một là cái thứ nhất là cái thế nến này thì nó không đánh giá được gì đâu, mà chúng ta sẽ xem được cái khối lượng nè, cái khối lượng và anh chị có thể thấy là đây anh chị mua từ những cái thời điểm mà 27 tháng 10 là đúng không, anh chị mua từ những cái thời điểm mà 27 tháng 10 đó, thì đến ngày 1 tháng 11 mà VBS mà nó có mở mặt xin ra thì đảm bảo anh chị luôn, chỉ có đủ đỉnh thôi đúng không, tại thị trường đang tăng nóng hấp dẫn thì cứ lao vào mút thôi đúng không đó, cho nên là đủ đỉnh là cái chuyện đương nhiên không phải bàn đó. Cho nên là tình trạng mà nhiều một số anh chị mà cứ thấy xanh mà cứ nhảy vào đua là chết, chỉ có nước được chết hết. Anh chị thấy là đây 1 2 3 4 phiên anh chị ha, 4 phiên là bắt đầu là nó mới tăng lên đó, hay xong mà chỉ bằng một phiên giảm này thôi, nhưng mà cái 4 phiên tăng thì khối lượng nhỏ đúng không, thì khối lượng này rồi cái ông mà này quan trọng nhất là cái ông này nè, cái ông mà những cái thanh niên mà đua ở 51 này nè đó, thì khi mà hàng về á, nếu trường hợp mà ngày mai mà nó hồi lên được ở vùng này thì không nói, đến ngày mốt thứ sáu hàng về thì còn ổn tí xíu nha. Nếu mà trường hợp mà ngày mai mà nó bán xuống luôn ở vùng dưới này á, là những cái ông trên đây về á, thế nào mình cũng đảm bảo anh chị luôn là nó rung lắc thêm một phiên nữa là cứ đem hàng ra mà bán MB luôn đó. Cho nên là cái đó là chính là cái sai, và cái đó là cái là chưa đúng của mình khi mà mình giao dịch mà mình đầu tư đó, mình cứ bị FOMO vào thị trường xanh đó. Và trong khi đó những thời điểm mà giống như VN Index đây, mình nói rất là nhiều và mình nói rất là khang cổ mình luôn, mình nói là những cái phiên này nó không gãy được, những cái phiên này nó không gãy được, mà thanh khoản 8 phiên 9 phiên rồi là nó đỏ chét rồi mà nó không gãy được vùng này thì chúng ta không có việc gì, chúng ta phải bán ra, mà thậm chí chúng ta phải mua vào nhiều hơn nữa đó. Thì mua vào đến vùng này, đến giai đoạn này á, nhiều khi á là anh chị biết là ăn 30-50% tài khoản này rất là bình thường anh chị ha đó. Cho nên là chúng ta cứ tiếp tục là chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải bán ra trong những, còn đến giai đoạn này thì chúng ta nhảy vào chúng ta bắt sàn, bắt sàn trong giai đoạn này vẫn chết như thường nha anh chị đó. Tại vì sao? Tại vì cái hàng phiên của cái phiên này về mà nó không có lãi là thế nào là nó cũng có những cái cây nó tán ra đó, thì lực đỡ nó sẽ không có, còn cùng lắm thì nó sẽ đi ngang và nó sẽ quay luôn đó. Cho nên là nó phải chờ nó hấp thụ hết cái này, chứ không có cái chuyện mà giống như hồi phục hình chữ V là không có rồi. Ít nhất thì nếu trường hợp hồi phục thì phải hồi phục phải hình chữ U đó. Cho nên là chúng ta phải lưu ý, nhưng mà hiện nay thì cái khối lượng bán sàn của nó là không nhiều anh chị ha. KBC là một ha, chúng ta sẽ để ý từng cái cổ phiếu. Hôm nay thì mình chủ yếu mình review cổ phiếu bất động sản anh chị ha. Khang Điền anh chị ha, Khang Điền ngày hôm nay cũng có một cái cây nến rất là khủng khiếp anh chị ha, nhưng mà Von này lại không có nè đó. Đây đất xanh, đất xanh thì cũng không phải là một cái cổ phiếu mà sàn anh chị ha nó, nhưng mà nếu đánh thuần kỹ thuật thì con này ngay đường vùng đỉnh chúng ta chốt rất đẹp rồi đúng không, 25x chốt rất là đẹp rồi. Tại vì sao nó gần vùng đỉnh thì cứ chốt thôi đúng không, khi nào nó vượt 26 thì xong rồi nó test lại thì chúng ta quay lại chúng ta mua thôi đó. Một bài học mà trong cái video này của mình nói rất là nhiều, hoặc là trong đây mình sẽ có một cái khóa học anh chị ha, một có lớp học về phân tích kỹ thuật. Đây là một lớp học mà mình dành cho những cái bạn học viên của mình mua toàn là thời điểm mà đáy không đó, cho nên là cũng ăn rất là nhiều anh chị ha đó. Đất xanh thì mình hôm nay thì DG thì con này là mới nặng anh chị ha, con này là cái vòi của nó rất là khủng khiếp luôn đó anh chị thấy không, 3 phiên của nó anh chị ha, 1 2 3 phiên chúng ta đua T cộng, đua tím ở cái phiên mà 54 đúng không, chúng ta đua tím ở cái phiên mà 54 này là sáng nay á, là chúng ta lãi được bao nhiêu phần trăm anh chị, là sáng nay chúng ta lãi được là 14% đúng không đó, là hí hửng rồi, sáng nay mở cửa hí hửng rồi, chiều nó dập vậy cái là sao, là tham chiếu ngay, là hòa vốn ngay. Ngày mai mà nó tán thêm một cái cây nữa đúng không, ngày mai mà tán thêm một cái cây nữa mà sàn á ha, rồi nó giữ được sàn này luôn ha, là tới ngày mốt ngày thứ sáu là cái phiên của ông này về là cắt lỗ tiếp, xong rồi cắt lỗ domino nha anh chị, có nghĩa là cắt lỗ rồi nó sẽ cắt lỗ như thế nào, cắt lỗ là nó sẽ cắt lỗ như này nè, đây
là đầu tiên là ông này sẽ cắt lỗ đó, xong tới ông này, xong tới ông này, còn ông nào mà bắt đáy dưới đây là cũng sẽ chết nữa đó. Cho nên đó là kịch bản tại sao giá nó vùng đáy này chúng ta không mua, đúng không? Tại sao giá nó vùng đáy này chúng ta không mua đó, xong rồi khi mà nó thủng nào, nó thủng về 19 chúng ta cắt, đúng không? Thì không mất bao nhiêu hết, mà lại đi lên trên đây mà mình đua đó, theo nhiều room khuyến nghị, theo nhiều broker khuyến nghị để làm chi, đúng không? Những ông mà có khuyến nghị mua những cái cổ phiếu mà bất động sản trong trong 2-3 ngày nay nói chung là rất là ác nha anh chị đó, đẩy nhà đầu tư vào những cái chỗ mà không nên đẩy ha. Đây những cái cổ phiếu mà IDJ anh chị ha, rất là khủng anh chị. IDC những con này von quốc rất là khủng anh chị ha, sẵn sàng bán bất chấp anh chị ha. Đây chính là những cái von mà bán rất là khủng này. Hà Đô anh chị ha, Hà Đô thì mình thấy nó cũng không phải là một cái cổ phiếu nó tăng bền vững hơn anh chị ha. Hà Đô thì có thể nó tăng bền vững hơn đó. Nam Long thì con này thì cũng kéo rất là láo rồi, đúng không? Con này cũng kéo rất là láo rồi đó, cho nên là con này thì nói chung thì phải chỉnh về vùng bên dưới là mới mua được anh chị ha. Cho nên là mình đang thấy những cái cổ phiếu mà chúng ta SCR thì như thế nào. Đây, khủng quá, những cái von của những cái cổ phiếu này mình thấy rất là khủng đó, cho nên hồi chỉ là bán thôi. Cho nên là đối với tóm lại là đối với mình theo cái kịch bản mà bất động sản thì mình có một cái số lời khuyên cho anh chị như vậy, là thị trường á, là nó đã tăng, những cái cổ phiếu mà bất động sản đã tăng rất là nóng rồi đó. Anh chị thấy là những cái cổ phiếu này nó tăng bao nhiêu rồi, 100% mà, đúng không? Trong vòng có 2 tháng là nó đã tăng 100% rồi đó. Hoặc là những cổ phiếu này chúng ta thấy đây, nó tăng lên vùng này là bao nhiêu, 70% rồi đó. Đó cho nên là đa số là những người họ mua ở bên dưới họ lãi là 50-70% á, rất nhiều anh chị đó. Cho nên là bây giờ họ bán ra, họ bán thì rất là bình thường, họ bán ra thì bán rất là bình thường. Cho nên là việc của chúng ta là chúng ta không nên đầu tư vào những cái cổ phiếu nào nữa, mà chúng ta nên tập trung vào những cái cổ phiếu như vậy nè, giống như HPG anh chị thấy không, đây nó đang ở những cái vùng này đó, nó đang đi ở trong một cái mô hình này nha đó. Đối về xu hướng của HPG đó thì chúng ta sẽ phân tích một tí xíu là xu hướng của bắt HPG để cho anh chị thấy. Thứ nhất là về FA thì anh chị đọc cái báo cáo tài chính của HPG thì chắc chắn là anh chị chỉ còn muốn mua thôi, đúng không? Đó. Còn về theo kỹ thuật á thì HPG hiện nay là nó đang chạm vào cái vùng mà định cũ của nó là vùng 55.5, 55.6. Vùng này là cũng là một cái vùng mà trước đây của nó đã tạo ra tại cái thời điểm mà tháng 5, đúng không? Tại thời điểm mà gần cuối tháng 5 đó. Thì hiện nay là HPG là nó đang đi trong một cái mô hình này, thì nếu mà trường hợp đi theo cái mô hình này thì nó sẽ không có một cái điểm mua, mà cái điểm mua của HPG là nó sẽ tập trung là một là chúng ta sẽ thấy là ở vùng mà 54 là một cái nè, và hoặc là nó vượt khỏi vùng 58 là sẽ là một cái. Cho nên là giai đoạn này là chúng ta sẽ không thấy được cái điểm mua của HPG đâu đó. Cho nên là đối với mình thì nếu trường hợp anh chị nào mà kỳ vọng xa hơn thì có thể là chúng ta sẽ nhảy vào, chúng ta mua được đó, chúng ta sẽ nhảy được vùng cái vùng nền này ha, cái vùng nền của nó là đang là vùng 54x đó. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mua mà để an toàn á, thì nó phải kê, chúng ta phải kê ở vùng 54 này chúng ta mua ha. Còn nếu không thì chúng ta phải vượt 58 thì chúng ta mua. Còn nếu mà trường hợp xét về dài hạn thì HPG vẫn còn tăng rất là nhiều nha anh chị đó. Hoặc là những cổ phiếu mà hôm nay chúng ta thấy Techcombank anh chị ha. Techcombank thì mình nói với rất là nhiều những nhà đầu tư của mình rồi ha. Nó có rất là nhiều cái đỉnh ở vùng này, nhưng mà thôi, cổ phiếu này thì chắc chắn là nó còn tăng nhiều đó. Cho nên là những cổ phiếu này mình không bàn, không nói nhiều. Còn quay trở lại với dòng bất động sản thì nếu trường hợp anh chị nào mà không nhận được những cái khuyến nghị của mình ở trong cái room mà siêu VIP nè đó, thì nếu trường hợp xem qua cái video này thì nếu trường hợp mà ngày mai mà có sàn á thì chúng ta cũng đừng nên bán nữa. Nếu mà có bán thì chúng ta chỉ kê tham chiếu hoặc là chúng ta kê gần trần chúng ta bán. Tại vì sao? Chắc chắn là ngày mai giờ dòng bất động sản nó sẽ có nhịp hồi anh chị ha, nó không thể nào nó bán sàn được nữa đâu. Bất động sản ngày mai nó sẽ có nhịp hồi, và những cái con nào mà nó có kết quả kinh doanh tốt đó thì có thể là nó sẽ còn tăng tiếp được, còn những cổ phiếu nào mang yếu tố đầu cơ thì nó sẽ đi luôn đó. Thì cho nên là chúng ta phải lưu ý về kịch bản đó, hai kịch bản nha, mình tóm lại hai kịch bản nha. Những cổ phiếu nào mà mang ý nghĩa kinh doanh, kết quả kinh doanh tốt thì nó sẽ tăng, và thậm chí là nó sẽ tăng rất là tốt sau khi mà nó có cái nhịp điều chỉnh này đó, thì chúng ta vẫn có thể chúng ta tiếp tục nắm giữ được. Còn nếu mà những cổ phiếu nào thì cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào xấu thì anh chị phải đọc là cái kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng của nó để mình biết thôi, đúng không?
đó. Chứ có những cái doanh nghiệp mà một năm rồi nó không bán được hàng, nó không bán được hàng thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua những cổ phiếu đó, thì qua năm sau đại hội cổ đông thì ngồi vô ngồi, ngồi uống nước hả, uống nước lã hả đó. Cho nên là đầu tư chúng ta phải có một cái, chúng ta luôn phải là một nhà đầu tư thông minh, thà không ăn chứ không được gì à, chúng ta không được mất tiền đúng không đó, thà không ăn đứng ngoài nhìn ai lãi thì họ chúc mừng họ đúng không, chứ không được để cho cái tài khoản của mình bị mất tiền ha. Lưu ý cái kịch bản đó cho mình nhé. Và cái đến nữa là những cổ phiếu nào tốt thì chắc chắn là nó sẽ còn tăng, tăng rất là tốt đó. Chúng ta không việc gì mà chúng ta phải bán vội như là Lycosi anh chị ha, như như là Lycosi mình đang thấy là nó cũng không phải là một cái von bán tháo đâu anh chị ha. Đó, và còn cái khối lượng của nó thì anh chị thấy là khối lượng trung bình 10 ngày của nó thì khoảng là 5 triệu cổ thôi đúng không, 5 triệu cổ có được trung bình ngày đó. Cho nên là nó cũng không phải là một cái phiên bán tháo, mà ngày hôm qua là nó có phiên là nó cân lại hết những vùng này đúng không, thì hôm nay nó có cái vùng này thì nó lại đi ngang, tiếp tục là đi ngang mô hình này thôi. Thì con này nếu trường hợp mà sáng ngày mai về vùng 17 đầu phiên là gì đó, anh chị nhảy vào múc liền những cổ phiếu này thì chúng ta đây, tại vì sao nó mới rách khỏi cái nền này nè, nó mới rách khỏi cái nền này, mà nếu trường hợp ngày mai nó có được những vùng giá đó thì chắc chắn nếu trường hợp mà nó sẽ kéo lên lại vùng 17 ha, nếu có thể là chiều mai nó sẽ kéo lên lại trên cái vùng 17.75 này, có thể là nhiều khi nó đóng trên 18 để cho nó có một cái nhịp tăng mới, tại vì nó chỉnh hai phiên thôi, nó không chỉnh nhiều đâu. Đó thì những cổ phiếu này mình đang thấy rất là tốt, hoặc là những cái cổ phiếu giống như ASM mặc dù mình chia tay đó rồi nhưng mình vẫn thấy là nó rất là tốt đúng không, nhưng mà nó gần vùng đỉnh thôi anh chị ha. Mình đã thấy tại vì sao là mình bán ASM, tại nhiều anh chị khách hàng của mình hỏi tại sao bán ASM, tại mình thấy là thứ nhất là nó hai cái vùng đỉnh là nó không vượt qua được đúng không, mà sáng nay là nó không vượt 20 được nữa là ba lần rồi đó, cộng với cái view là thị trường là những dòng mid cap penny chỉnh nữa, cho nên là sáng nay mình chốt luôn ở cái vùng ASM vùng 19.4 nè, 19.4 19.5 chốt hết đó, chốt hết. Và khi mà chốt xong rồi đến phiên chiều là nó sàn luôn anh chị ha. Đó cho nên là lãi trong phiên thôi là cũng đã lãi 7-8% rồi, mình nói chi mình mua ở những vùng bên dưới này đúng không, mình vẽ ngay cái trend rồi vùng 17 này đó, 17 lên đây, vùng này là lãi gần 17% rồi, nói chung mình đến giai đoạn này quá ngon rồi anh chị ha. Đó, có thể nhiều khi nó quay về lại về vùng 17 này lại thì bắt đầu là mua lại quá ngon rồi, đâu có việc gì mà chúng ta phải bán ra những cổ phiếu như vậy, thì chúng ta phải bán ra nha. Còn về cái cổ phiếu mà Nam Kim, Nam Kim thì chúng ta đã thấy là nó bắt đầu là nó gãy xu hướng rồi đúng không, con này thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ cái vùng này nè, nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ ngay quanh cái vùng 48 này nè, 48, nhưng mà cái mốc công lý của nó là vùng 50 đó. Con Nam Kim này hơi khó khó chơi anh chị ha, cho nên là đến giai đoạn này thì đối với mình thì Nam Kim thì chúng ta sẽ không tham gia được, khi mà anh chị thấy cái vol của nó nè, đây anh chị thấy những cái vol nó đang rất là khủng này đúng không, đây những cái vol nó đang rất là khủng ở vùng này đó, những cái cây nến, những cái đây anh chị thấy đây đây đây, mình sẽ cho phân tích cho anh chị thấy cái cổ phiếu mà Nam Kim tại sao nó lại bị bán nha. Nếu mà xét về yếu tố cơ bản thì nó bị bán lý do là tại vì là đa phần là cái cổ phiếu Nam Kim này là nó đang chiếm lĩnh cái thị trường mà xuất khẩu đúng không? Ông nó đang chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, nhưng mà anh chị phải biết là cái giá mà HRC bên Mỹ nó đã giảm 15-17% rồi, dẫn đến là cái biên lợi nhuận của nó trong cái quý 3 này nó đã giảm so với quý 2 đúng không? Anh chị đọc cái báo cáo tài chính của nó, anh chị thấy là lãi quý 2 của nó là đỉnh rồi. Chắc chắn đúng không? Lãi quý 2 của nó là đỉnh rồi, cho nên là quý 3 này nó không còn tăng trưởng nữa thì việc nó điều chỉnh là rất bình thường, chứ nó không thể nào nó quay về được cái vùng đỉnh cũ này nó bằng. Và anh chị phải biết là thời điểm quý 3 này, nếu trường hợp chúng ta đo về thời điểm quý 3 này, chúng ta sẽ thấy được là những cái thời điểm mà từ tháng 7 nó tăng lên đây đã gần là 120% rồi. Từ thời điểm này đây chính là một cái con sóng đua về cái kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 nè, mà nó đã tăng từ thời điểm mà 30 tăng lên 50 là gần 123%, và nó tăng còn hơn mấy cái cổ phiếu mà bất động sản nữa đó, đúng chưa đó. Còn đến cái giai đoạn này thì những cái cổ phiếu này chúng ta thấy là sau những cái phiên mà đỉnh này nè của nó nè đó, mình thì mình không vào những cổ phiếu này, nhưng mà mình phân tích theo cái quan lượng điểm cá nhân của mình thôi, chứ mình không phải là mình chim lợn. Và anh chị thấy rõ ràng tại sao hôm nay cái cổ phiếu này nó bị bán mạnh, tại sao nó bị mạnh, tại đơn giản nó chính là một cái hiệu ứng của nhà đầu tư cá nhân. Đây cái chính là cái cây nến, cây nến này là cái cây nến bắt đáy đúng không, cây nến này chính là một cây nến bắt đáy đi kèm con to này đúng không đó. Sau đó thì cái phiên hàng này là cái phiên hàng về nè, cái phiên này là cái phiên hàng về, và cái cổ phiếu này là anh chị thấy không, nó kích hoạt luôn cái sự bán tháo của cái cây nến này đó. Cái phiên bắt đáy này nó không có ăn thì nó kích hoạt dẫn đến là một cái sự cắt lỗ này,
cho nên là nó cứ cắt lỗ di chuyền như đó. Cho nên là chúng ta phải lưu ý là những cái cổ phiếu này là chúng ta phải đọc được cái gì, chúng ta phải đọc được cái báo cáo tài chính của nó để chúng ta biết đâu là cái đỉnh lợi nhuận. Và những cổ phiếu này anh chị ha, nó không tăng trưởng được, nó không tăng trưởng, nó không phải giống như những cái cổ phiếu như HPG. Tại vì sao nó không tăng trưởng được? Tại vì là anh chị biết là nó tồn tại đó, là nhờ nó có lợi nhuận nhiều từ cái việc mà anh chị thấy nhà máy thì cũng không có mở thêm, đúng không? Nó tăng trưởng là tại vì là nó đầu cơ nguyên vật liệu thôi, có nghĩa là nó tích trữ nguyên vật liệu với cái giá thành là dưới bên đây nè, xong mà nó lên đây, giá của những cái cổ phiếu, giá của tôm nó thì đang ít hai ít ba, cho nên là dẫn đến là nó tăng lên đây, đúng không? Một chặng đường này là có nghĩa là cái giá tôm HRC của bên Mỹ là nó tăng, đúng không? Đó thì cái chart này anh chị soi là cái chart mà HRC đi, có phải là nó giống hoàn toàn không? Chúng ta sẽ vô Google, chúng ta sẽ thấy được là đây, hot and con chart ha. Đây anh chị thấy cái giá mà HRC nè, đây là hôm nay là chúng ta thấy không, cái giá HRC á là nó đã sao ạ, cái giá HRC là anh chị thấy không, nó đi luôn một lần nè, và anh chị thấy không cái đồ thị của đây, và khi mà nó giảm này, đúng không? Đó thì dẫn đến là cái giá của cái cổ phiếu này nè, là cái giá của cái cổ phiếu HRC nó cũng tương tự nè, đúng không? Nó cũng điều chỉnh này, nó thời điểm bao nhiêu ạ, thời điểm mà tháng tháng 7 tháng 8 là đúng không? Đó là chúng ta này, bây giờ thấy là những thời điểm mà tháng 7 nè, tháng 7 là nó cũng có điều chỉnh là đúng không, nó có là lên bao nhiêu ạ, nó lên 1.800 đó, sau đó thì nó điều chỉnh về 1.700 đúng không? Đó xong rồi là cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là đúng không, tháng 7 là nó cũng điều chỉnh nè, thì cái giá cổ phiếu này cũng điều chỉnh và sau đó thì nó tăng lên là đúng không? Sau đó thì bắt đầu nó tăng lên nè, đây nó tăng lên nè đó, bắt đầu nó tăng lên này đúng không, nó tăng lên đến thời điểm bao nhiêu ạ, tăng lên thời điểm tháng 9 nè, rồi nó có điều chỉnh nhẹ xong rồi nó tăng tiếp, xong rồi nó rơi nè đó, thì có thể là cái đây anh chị thấy không, đây cái chart của năm kim tháng 9 này nó cũng có điều chỉnh nè đúng không? Đó xong mà nó tăng tiếp xong nó rơi nè, cho nên là chúng ta phải là một nhà đầu tư thông minh, chúng ta phải biết tại sao cái cổ phiếu đó là nó tăng, tại sao cổ phiếu nó giảm, để chúng ta biết chúng ta đầu tư cho nó bài bản. Còn giống như cái cổ phiếu mà HPG đi, HPG thì anh chị có thấy thấy là nó là một cái câu chuyện khác, nó là anh chị thấy anh chị đọc tin của nó anh chị có thể biết được đúng không? Đây đây tăng tháng sản lượng thép tháng 10 đã bắt đầu tăng kỷ lục đúng không, gần một bán gần 1 triệu tấn đúng không, cho nên nó là một cái câu chuyện khác, nó là không thể nào nó so sánh Nam Kim và Hoa Sen. Đối với anh chị phải lưu ý là nó không phải là một cái cổ phiếu chung ngành với là cái cổ phiếu HPG. HPG là một cổ phiếu, nó là chủ nguyên phụ liệu, nó là sản xuất thép và nó là bán thép đó, và cái thị trường của nó không phải là thị trường Mỹ đó, mà nó thị trường đó là Campuchia. Anh chị có thể đọc những cái bài báo này, anh chị có thể đọc những bài báo về những cái cổ phiếu này để chúng ta biết được. Đây anh chị thấy không, ở trong đây thị trường của nó, sản lượng của nó là anh chị thấy là thị trường chính của nó là Canada, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc nè, Campuchia nè, đúng không? Ở đó thì nó Cambodia, Campuchia thì nó cũng cũng hơi bình thường quá đó, thì chúng ta phải để ý về những cái cổ phiếu như vậy đó, thì nó là một cái câu chuyện khác đó. Cho nên là chúng ta cứ phải là một nhà đầu tư thông minh thì chúng ta mới hiểu được cái doanh nghiệp đó. Chúng ta đầu tư mà chúng nghe ngâm này hô này thép cứ thấy thép tăng cứ nhảy vô múc, mà con nào cũng nhảy múc là không được, múc là lỗ chết đúng không? Đó rất là bình thường. Ok, video này của mình đến đây là kết thúc. Nếu trường hợp anh chị thấy hay thì có thể là like cái kênh của mình, hoặc có thể liên hệ với mình để mình hỗ trợ anh chị vào những cái room mình siêu VIP này. Đó thì ví dụ 50 triệu, 100 triệu hoặc là bao nhiêu tiền thì anh chị vẫn có thể là chỉ cần mở tài khoản bên giao dịch bên VBS là có thể là mình sẽ hỗ trợ anh chị để vào room hết. Ok, thì video này mình của mình đến đây là kết thúc, và xin hẹn gặp lại anh chị vào những cái video tiếp theo. Anh chị lưu ý về những kịch bản của VN-Index mà mình đã phân tích nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều.